Ok, xin chào anh em nghe. Hôm nay thì đi giao cái cặp bát súp RCF cho khách nè. Súp này là 5 tấc. Khách ở ngoài miền Trung đặt. Con này dòng chung là LB 400. Cái mã bên công ty mình nhập là mã này, là con này nó là C18. C18. Nó thuộc dòng B400. Bát này là nó 5 tấc. Này gọi là RCF đứt nhọn anh em à. Từ 220 con 100. Đây để mình lấy ra cho anh em xem. Đây. Từ 220 con 100. Thì giờ mình bóc ra mình test rồi mình đi gửi cho khách luôn. Giao ra nhà xe cho khách. Cái này khách thanh toán chuyển khoản trước cho mình rồi. Đây. Cho anh em coi ngoại thất, nội thất nó một chút. Đây nè, nhện nó nè, cái này là nhện. Đây, hơi tối anh em thông cảm nha. Đó. Cho anh em coi sơ cái, giờ mình test, mình sẽ bưng ra đây mình test từng cái. Mình phải cắm dây nữa, cắm dây ở đây nữa nè. Quải dây nhợ gì mà nó rối lung tung như thế này trời. Chết tôi rồi. Ok. Đầu này là đầu test. Đầu này có dây gắn canon nè. Mình gắn qua mới test được. Mình gắn cổng số 3. Dây số 3 này là dây đánh súp. Đúng rồi. Dây đánh súp này mình test từ máy idle qua nha. Test con idle 100 này nè. Mình bật cái lọc nguồn này lên. Cái đường input của idle, giờ mình lấy một ngõ trên mixer qua. Mixer qua xong mình cắm nhạc, test. Cắm nhạc. Bật mixer lên trước cái đã. Ok. Cắm điện thoại vô test. Đây. Chuẩn bị bài nhạc. Nhạc test lo này. Ok để đó. Rồi. Mở máy đồ lên luôn. Đây. Giờ ở đây mình lòng tòng quá nguy hiểm. Cắm nó ra đây. Đây mình có cái đầu canon này màu đỏ nè. Test cho nó chạy anh em, test chạy coi mình mở lớn mở nhỏ coi nó bình thường hay không, nó có triệu chứng gì hay không thôi. Mình bán thì nói chung lúc nào cũng test vậy cho khách hết á. Test ok hết mới được chứ giao hàng nhiều khi xa xôi nó bị trục trặc gì á, mất công gửi ra gửi vô tốn phí mà. Nhiều khi anh em ta làm show trễ anh em biết không? Nên là âm thanh á. Ta đi show này kia anh em về mình, cho nên mình phải test đâu đó cho nó ok hết mới được. Vô lại nhạc test lo nè, cái máy này nó cứ nhảy lung tung quá nha. Mày bị điên à, bố cái điện thoại này xuống sông bây giờ. Dắt tai nghe lúc gãy nó bị mát mát làm sao anh em, mà nó chưa mở nhạc vô cái là nó nhảy cái gì á, mình nghĩ nó bị loạn cảm ứng hay sao á. Đây mát mát hoài bà mà ư nó. Ok, nó có tín hiệu rồi. Mình mở cái loa nhạc lên. Cái jack headphone này dạo này nó bị lỗi gì anh em ơi. Thôi, sắp chạy được rồi. Đây. Mình có một tay hơi khó khăn. Đang đánh nè anh em thấy không? Này. Thank you.
ok. Mình sẽ lót thêm xốp vô thùng anh em, tại vì cái thùng mặc định của nó không có đủ cái xốp á, nhiều khi gửi nhà xe nó vận chuyển á, nó sẽ đâm ra bị xốp, nhiều khi mới vừa vận chuyển người ta ẩu á, nó trục chặt là nó sẽ bị hư á. Cho nên mình để dành mấy cái xốp như thế này nè, khi mình gửi là mình lót như thế này cho khách nè anh. Đó, mục đích là để chống sốc cho khi lỡ người ta có vận chuyển mà nó có da đập mạnh quá nó không có bị ảnh hưởng, anh em hiểu không? Chống sốc thêm chứ ở trong thùng thì nó không có đâu. Đây, đóng hàng lại. Đóng hai lớp cho nó chắc luôn. Kích chưa kìa. Ok. Tiếp tục một cái nữa anh em ơi. Nãy là mới test có một cái thôi, giờ là mình phải test tiếp cái thứ hai nữa. Anh khách này anh ở miền Trung, anh mua chỉ có một cặp thử thôi, nếu như xài ok thì anh mới mua tiếp một cặp nữa. Giờ là mình giao trước một cặp. Mình kiếm bài nhạc nào sôi động mình test thử coi. Nhạc nền không gian cực độc gì nè. Nhạc gì vậy? Máy này quải thiệt chứ ta, nó chậm rì vậy anh em. Mốt mình phải mua cái máy khác quá. Chậm quá. Ok, giờ mở men lên. Trời ơi. Giờ mình sẽ thử cường độ cao lớn lên xíu. Đánh đấm làm sao ok cái đã. Để mình giơ cao lên cho anh em coi nha. Cái bát này nặng quá, mình khiêng cũng đuối lắm á. Anh em giờ đang đóng hàng đây. Anh Đạt ở Khánh Hòa. Chết chà, tối dính. Trễ quá anh em, tại vì làm không có kịp. Đây, giờ đóng xong rồi đó, giờ chuẩn bị đi ship. Kiên hàng bỏ lên xe. Siêu nặng. Quá anh em ơi. Ok, giờ đi giao hàng. Máy cục hàng mà giờ phải đi giao đêm luôn, cực ghê. Ngoài bên này. Giờ giao tốt ngoài Lê Hồng Phong quận 5 nha anh em, xa lắm à. Chồng phải gán đi thôi. Đó, bán hàng cực lắm, đâu có sướng gì đâu. Từ ngoài bến xe miền Tây mà chạy ra tới mà Lê Hồng Phong xa lắm, gần đâu mà đi. Đường giờ này đông xe, kẹt xe nữa, đi cực lắm. Này, cái lộ gần nhà mình nó đang làm bụi không à. Đi gấp là mình không khi nào mình đeo khẩu trang chân hít đã luôn. Hít bằng no luôn. Đấy, lại đèn đỏ. Mình đi ban đêm thì nói chung là nó không có nắng, nó đỡ nắng hơn, mình không có phần bận quần dài với áo tay dài nhiều. Nó không có nắng nó đỡ, nhưng mà đi mà giờ
giờ mới vừa hợp tối tầm 6 giờ mấy, 7 giờ mấy á. 6 giờ mấy, 7 giờ mấy là giờ này hay kẹt xe lắm, nhất là đi dài dài vô mấy cái đường ở trong đó là xe khách không à, khu quận 5 là toàn là xe khách đó, các miền nó vô miền Tây lên rồi ngoài miền Đông vô nữa. Đông dữ lắm, mình đi mấy cái đoạn đó toàn như là kẹt xe không à. Đi rất là lâu và chậm nữa. Ok anh em, bữa nay giao khách tới cửa hàng mua một cái rồi mình đi giao là ba cái nữa, tổng cộng là 4 cái anh em. Giao hai cái chống hú khách tới cửa hàng mua cái gì quên này, không nhớ mua cái bộ gì nữa, chứ lại giờ đi giao cặp bát sấp nữa. Nói chung là bữa nay có 4 đơn hàng thôi. Với lại mình nhận cài đặt hai cái máy, mình cài đặt cục FSR của là hãng Oxycon đó, với lại cài đặt một cái vang số cho khách. Ta xem mình cài cho khách trên mạng nó thấy ok nên ta mang tới cho mình cài. Rồi mình mới có tới qua quận 5 anh em ơi, mà trời giờ đổ mưa, đang mưa, đang 15 găm nè. Giờ phải chạy đi giết, cái không mưa lớn là chết luôn, không có cái gì che hết. Áo mưa, áo đồ mình bỏ nhà hết luôn rồi. Tranh thủ chạy lẹ thôi là đuối luôn á. Mưa là phải đục mưa chứ đâu có đi về được. Ok anh em, giờ ra tới Trần Phú rồi, chuẩn bị tới Lê Hồng Phong rồi. Chắc chạy xíu nữa là tới chỗ mình gửi hàng cho khách rồi đó. Lê Hồng Phong nè. Lê Hồng Phong quận 5 ở đây là 240 236 để coi 2255. Rồi tới rồi anh em ơi, bên kia kìa. Mình thấy được cái nhà xe rồi anh em ơi, giờ tàn qua gửi thôi. Ok, tới chặt. Không có bít gì sao ginh vô trời. Đâu bít đường hết rồi anh em ơi. Bít hết rồi, không biết sao rồi ginh vô nữa. Anh ấy giùm cái xe em ginh vô em gửi đồ cái anh. Gửi. Thùng. Nhưng mà nó sửa là 5 nhưng mà đi nó nhất thì nó chỉ là nhất. Đây hả? Đó là đi không? Em.
là nhân viên nó không phụ ghinh mình gì cho anh em, bắt mình tự ghinh không. Nhẹ chứ đâu có nặng. Không biết giờ em sao biết cái thằng nào giờ em mà quản lý đây, nhưng mà giờ cái thằng mà chị làm việc đó thì không có không nói là em không sao biết được. Giờ chị phải biết cái trách nhiệm này, đồng ý thì em phải chịu trách nhiệm, mà cái đứa nó không báo lại thì thua thôi. Em gửi cái hàng anh đó. Ai ai đọc thông tin. Dư gửi cho Đạt. Dư gửi cho Đạt. Rồi cái đó này buổi chiều á, để không buổi sáng á, để buổi sáng đứa nào không rảnh chạy qua đây qua. Đạt Đạt anh Đạt á. Đạt ở Ninh Hòa Khánh Hòa. Hồi sớm em có gọi điện trước. Còn mấy cái đó đi sau luôn. Vô hóa đóng ở đây sau luôn. Số anh Đạt là 0905. 020. 941. Vậy đó. Về ngã Ba Trông nè anh Ninh Hòa. Mấy thùng? Dạ 2 thùng. Nào cái tài rồi đó. Dạ. Cái tài này đâu có thùng nữa. Rinh á, rinh tài cho trước anh, em chỉ đi gửi giùm thôi. Anh lên cho em cái bill anh. Này gửi chừng sáng mai tới ngoài không anh? Sáng trưa chiều gì phải không? Hả? Nó xe khách đi ngày trời đi có nửa nữa Việt Nam mà nó vừa mốt tới ghê. Sáng mai à 8-9 giờ là tới ngoài. Dạ. Chuyện tới hay không là cái chuyện mà xui á. Thành xui. Gì nữa? Dạ. Giữa đường nổ lớp sao? Dạ. Dạ. Rồi ok, cảm ơn. Ủa anh. Dạ. Cái gì vậy? Máy quay. Dạ. Anh kia anh hỏi mình cái cục này là cục gì, mình nói là máy quay phim. Phim. Ở trên biết cái máy này máy gì không? Này là máy đo nhịp tim. Em nhìn chạy đi là tim nó đập nhanh, là cái này nó đo được. Anh thấy em đeo ngay tim anh thấy không? Thường là camera nó gắn lên đầu à. Em gắn ngay giữa. Dạ. Thấy mình đeo cái cục này lạ lạ, cái ống hỏi mình nó mình ra lạ máy như là nhịp tim cười quá trời cười. Vui à. Ok anh em, giờ mình gửi xong rồi à, bây giờ là chạy lên đường ở gì ta à, Hùng Dương. Chạy lên Hùng Dương rồi chạy ra Hồng Bàng rồi chạy về nhà lại là ok. Đây. À, nói chung là cảm ơn em đã xem clip của mình tới giờ phút này. Nếu như mà anh em thấy hay thì hãy bấm like, đăng ký kênh với lại nhấn chuông ủng hộ mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều nha.